Đây tháp mười phương Nam tôi thân yêu, sóng lúa vờn vờn trong ánh nắng chiều, vang tiếng chạy khắp chốn Cô Liêu. Đây tháp mười mênh mông lê quanh năm, có những mùa trong dấu ta ươm tầm, có những mùa trong khoai hay hái cà. Giáo sứ và cha họ
5 giới điểm, phúc âm có 3 cái hả? 4, 6 giới điểm. 4 giới điểm ở dưới sứ thần tiên, 2 giới điểm ở dưới sứ thần tiên. Và thấy gọi là 3 giới sứ tương đối lớn, thì tầm ảnh trong khoảng ngàn rưỡi. Giới dân, An Long, thần tiên được khoảng 3-4 ngàn gì đó, lớn. Còn lại là 11 giới sứ thì khoảng 700, 500, 300, 200, mà nó cũng là giới sứ cho chúng ta. Đó. Thì cái hạt đó là cũng như là 11 giáo sứ tương đối là cái giáo sứ rất rất nhỏ, cho nên những cái đề tài mình gọi là thành lập rồi các cái hội đoàn này hội đoàn kia đó, thì vừa trong cái hạt của con thì vô phương rồi cái giáo sứ này vào tâm thì hội đoàn gì nữa mà kiếm cho nó ra. Và đó là cái đại khái là vậy, tâm trường đức cha là cái đó được cùng anh sẽ đi, không phải là giới hạn chỉ nằm trên cụ lao tay thôi đức cha, nhưng mà nó còn nằm cái phía bên Đồng Tháp, tức là giáo hạt cụ lao tay thì gồm có huyện Thanh Bình, huyện Hồng Ngự và huyện Tân Hồng, có ba huyện đức cha, và chúng con có tất cả là 11 giáo sư, 11 giáo sư. Riêng ở cụ lao trên cụ lao bay thì có 6 giáo sứ về hai giáo hạt cao lãnh và cụ lao, nói cho nó đầy đủ là cụ lao đây. Và con nghe nói là có nhiều giáo sứ nhỏ, ít giáo dân. Con muốn biết là như vậy trong những giáo sứ nhỏ thì các cha về đời sống kinh tế vật chất cha có sống ổn không? Và trong thực tế thì các cha làm cách nào để cho đời sống cá nhân của các cha cũng như là sinh hoạt ở trong giáo xứ đủ cái lực về mặt vật chất? Con muốn biết thêm chút. Con, cá nhân con thì con cũng có tâm tình với cha, với cha như thế này. Như giáo xứ con thì hạt cao lãnh cũng thuộc loại trung trung, bởi vì khoảng trên dưới 700 thì đang lơ là. Về sự quy lợi thì chúng con không có gì hết. Chúng cha phong luôn tôi là chúng con, chúng cha phong luôn nói thế này. Tôi tưởng là ở Đà Lạt giáo dân nghèo, nhưng mà tôi xuống tới Đồng Tháp và tôi thấy giáo dân nghèo hơn là ở Đà Lạt nhiều, quá nghèo. Đó là tình trạng chung của chúng con ở vùng Đồng Tháp này như vậy. Giáo dân rất nghèo, mặc dù là người Việt Nam thì họ sống rất là thoải mái, nhưng mà tại họ nghèo quá. Cho nên như các cha nói thấy đó, tình bài cho các cha thì cái tiền lễ của người giáo dân ở cái giáo, những cái giáo xứ nhỏ thì họ có xin lễ, nhưng mà họ xin lễ thì 50-100 ngàn là nhiều rồi. Nhưng mà ít người xuống, tại vì xuống giáo dân thì còn ít, thì con thấy là như vậy. Còn riêng con thì ở tại Đức Vinh thì nó khác, tại Đức Vinh thì giáo sứ nó đông hơn, mặc dù thì cách chung thì cũng nghèo, nhưng mà không đến nỗi mà nó nghèo như các nơi khác. Tại các nơi khác thì nó nhiều nghèo mà nó lại giữa giáo dân. Đó là cái tình trạng chung của cái việc Đồng Tháp của chúng con là như vậy. Cho nên là con thấy thì các cha chỉ sống nhờ cái bổng lễ, chứ ngoài ra thì cũng không có cái gì khác, cái nguồn lợi là khác thì không có. Ngày xưa đức cha thì chúng con sống bằng cái nguồn lợi một phần là do đất ruộng, chúng con có đất ruộng, nhưng mà sau khi thu rồi thì không còn nữa. Cho nên chúng con từ ngày tiếp thu tới giờ thì chúng con phải về đó là con lúc tiếp thu thì con đã ở cụ lao tay rồi, mà quê con hồi xưa cũng ở đó, cho nên là con thấy là sau khi tiếp thu rồi thì cái nguồn lợi để cho nhà thờ thì nó không còn, trên đất cát kia thì chia cho giáo dân hết rồi, nước đã lấy chia cho hết giáo dân hết rồi, ra là nhà thờ không còn gì hết, và các cha thì cũng sống chỉ nhờ một lời. Thank you.
Con cảm ơn các cha cho con biết một chút tình hình về các giáo hạt và giáo xứ trong vùng của chúng ta đây. Nghe nói đến cái tiền lễ của các cha là 220, con cũng hơi thắc mắc là biết sao mà Sài Gòn người ta tính thành 250. Tính thành 250 thì chắc cái này để từ từ còn tính lại dần dần cho Sài Gòn nó lên trên vậy. Đang nghĩ mình có nhu cầu hơn nhé, phải không? Thế hôm nay con rất mừng được đến đây thăm các cha. Con nhớ ngày xưa có một vị giám mục, bây giờ ngài nằm một chỗ rồi. Nhưng cái ngày con chịu chức giám mục thì ngài nói với con một câu: làm giám mục thì phải lo cho các linh mục, để linh mục lo cho giáo dân. Và cũng có một cha lớn tuổi nói với con một câu tương tự như thế. Cho nên thật lòng con rất quý các cha. Con về bị ho hôm thứ bảy ấy, thì sáng chủ nhật hôm qua con đã xin cha tổng đại diện đưa con đến thăm các cha nhà Hương. Rồi con nghe cha tổng đại diện nói con bị ho của mình có thói quen đó là tháng lẻ thì tính tâm theo tỉnh, và như vậy cái tuần này là các cha tính tâm. Thì con mừng lắm bởi vì con có gì đến trình riêng với các cha, đến thăm các cha. Và hôm nay là Đồng Tháp đầu tiên được gặp các cha nên con rất là vui. Thì cha các cha cũng muốn hỏi con là vậy, khi nghe cái giáo hoàng của Bổ Nhiệm về bị ho đó thì con nghĩ làm sao? Thực lòng là con không được biết nhiều về giáo phận mỹ ho của chúng ta bao nhiêu. Đức Tổng Phaolô có nhắc đến một lần con được tĩnh tâm chung với các cha, và hình như cũng có một hai lần đến thuyết trình thường huấn thì cái điều đó là có, nhưng mà đến thăm các giáo xứ thì đâu có gì nào đâu. Cho nên con cũng không biết bao nhiêu về giáo phận mỹ ho. Và vì thế đối với con á, cái điều trước hết là phải đi thăm các cha, lắng nghe và học hỏi từ các cha để biết đời sống của giáo phận chúng ta như thế nào. Cho nên không chỉ hôm nay nhưng kể cả sau này, xin các cha nếu các cha thấy có điều gì cần nói cho con biết, xin các cha đừng có ngại, các cha cứ thoải mái cho con biết tình hình của giáo phận, bởi vì chúng ta chia sẻ chung với nhau cùng một sứ vụ mà Chúa trao phó cho chúng ta. Một cái tâm tình nữa khi con hướng đến bị ho, con được đọc một chút tài liệu về giáo phận rồi hỏi thăm cha tổng đại diện nữa, thì con thấy một cái điều rất rõ: giáo phận mình đúng là một giáo phận phải truyền đạo, bởi vì tính tỷ lệ trung bình trên toàn quốc thì tỷ lệ dân công giáo tại Việt Nam cứ gọi là 7%. Dĩ nhiên có những nơi rất là đông như là Sài Gòn hay là Bùn Chu, nhưng mà tỷ lệ chung á là khoảng gần 7%. Trong khi đó tại mỹ tho của chúng ta, nói mỹ tho đây là nói về mặt giáo phận, còn về mặt hành chính ấy, thì phải nói đến Long An, Tiền Giang và 2/3 tỉnh Đồng Tháp. Tổng cộng lại thì tỷ lệ dân số công giáo trước đây con nghĩ là 2.7, nhưng mà cha tổng nói với con là 2.3, có nghĩa là so với cái tỷ lệ chung đó mình thấp
nhiều. Và vì thế cả một cánh đồng truyền giáo thật là mênh mông. Hơn thế nữa, còn được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giáo bộ Mỹ Tho vào cái thời điểm mà giáo hội toàn cầu đang nói đến tân phúc âm khoan. Và cách riêng giáo hội Việt Nam cũng nói đến tân phúc âm khóa. Năm nay là gia đình, năm tới là giáo xứ, năm tới nữa là đời sống xã hội. Thì thử như thể có một tiếng gọi thúc đẩy con và các cha nữa, để tất cả chúng ta đặt những định hướng truyền giáo như là định hướng lớn nhất cho đời sống và sinh hoạt của giáo phận chúng ta trong những năm sắp tới. Rồi nhân dịp về nhận giáo phận, con có món quà nhỏ nhỏ, con rất tiếc là hôm nay không có cách nào để con đem đến cho các cha được, nhưng mà con có chuẩn bị sẵn hết rồi để nhà chung á. Nhưng mà không phải tặng cho các cha mà làm phiền các cha. Làm phiền các cha bởi vì muốn nhờ các cha để gửi đến cho các gia đình, anh chị em, giáo dân. Thì còn có cái cuốn sách các cha biết rồi, Sống Gia Đình, Sống Lời Chúa hàng ngày đó. Để hàng ngày người ta không thể đến nhà thờ dự thánh lễ được, nhưng mà người ta có thể ở nhà đọc kinh cầu nguyện, thì người ta vẫn có gì để tiếp cận với lời của Chúa. Mỗi ngày có lời Chúa, có một chút suy nghiêm, có một lời cầu nguyện vắn, nó liên quan đến đời sống gia đình. Con chắc là nhiều cha biết rồi, mà con cũng đem đến đây nhờ các cha để gửi cho các gia đình làm quà tặng. Rồi kèm vào đó là cái cuốn sách nhỏ, các cha cũng biết, cái cuốn Đạo Yêu Thương. Cái cuốn sách đó với mục đích là để giới thiệu đạo Công giáo cho những anh chị em ở ngoài đạo. Mà giáo phận của chúng ta là cả một cánh đồng truyền giáo mênh mông. Thì xin các cha giúp con bằng cách là các cha nhận cái phần sách đó về, rồi các cha phân phối cho các gia đình ở trong giáo xứ của các cha. Còn cách nào, như thế nào và lúc nào cho nó tiện nhất thì chắc phải hỏi cha tổng đại diện xem lúc nào tiện để gửi sách cho các cha. Xin cha tổng đại diện sau này sẽ cho chúng ta biết ý kiến. Tâm tình kính đến tâm sự được không? Tôi không biết diễn tả thế nào, nhưng mà thực sự tôi rất là cảm động và cảm ơn các bạn, các cha, các chị cùng với tất cả các chị. Tôi xin chia sẻ những điều đơn giản như này. Kể từ khi bắt đầu làm giám mục, có hai lời khuyên của hai vị giám mục mà tôi luôn nhớ. Thứ nhất, đức cha Nicola gửi vào vị giám mục giáo phận Phan Thiết và từng là giám quản ở giáo phận Sài Gòn, là dạy tôi làm giám mục là việc lo cho các vị mục, để liên tục lo cho chúng tôi. Hôm nay tôi không mời tất cả giáo dân trong giáo phận đến, nhưng anh em liên tục trong giáo phận được chịu đồng hồ và qua anh em cả giáo phận có mặt ở đây.
Bởi vì chính anh em là những người trực tiếp sống và phục vụ công đoàn kinh tế và tổ chức trong xã hội. Lời khuyên thứ hai mà tôi luôn nhớ đó là của Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Tuấn. Ngài không những là người thầy đối với bản thân tôi, Ngài còn là giáo mục phó của giáo phận Mỹ Tho trong vòng 5 năm. Tôi biết là Ngài có kinh nghiệm cụ thể về giáo phận truyền đạo. Khi đưa ra bài sai của Đức Giáo Hoàng để về đây, tôi có xin ý kiến của đời thì người chỉ hóa có thể cầu nhiều cần nhất là sự việc công. Cho nên hồi đại lễ khi mà nghe cho tổng đại diện hay là cho các tập đoàn để diễn tả về sống giáo phận Mỹ Tho của chúng ta hiện nay là được sống trong cái tình hiệp thông giữa mọi thành phần của chúng ta, thì tôi coi nó là phần thưởng lớn nhất mà chúng ta có thể. Bởi vì phải có sự hiệp thông đó là nền tảng thì ngon hoang đất của chúng ta mới có thể thực hiện được, thực hiện tốt và thực hiện có kết quả như là chúng ta muốn, chứ không phải theo tiêu chuẩn của chúng ta hoặc tiêu chuẩn của yêu chúng ta. Cho nên đối với tôi đó là tập thể quan trọng nhất, và có được sự hiệp thông đó giữa giám mục với liên mục đoàn, với các dòng tu, với tất cả những chị em lớn lên trong giáo phận ở các nhóm chị, thì trước hết là thân chí, và kế đó các chị em nghĩ là tương lai của tôi là giám mục, và thì cũng có, nhưng mà tôi nghĩ nó chỉ là một phần rất nhỏ thôi và rất là chúng ta. Tất cả chúng ta trong chức năng và trong bổn phận của mình đều có phần xây dựng, hiến tặng và làm phong phú sự kiện công cộng. Vì vậy, ước gì ngày hôm nay khi chúng ta nhìn lại năm năm tha ơn Chúa để biết ơn nhiều hơn chức năng trong giáo phận Mỹ Tho của mình, thì đồng thời chúng ta cũng nhìn tới tương lai với một người tích cực góp phần của mình để sự việc thân trong giáo phận ngày càng đi vào chiều sâu hơn, và nhờ đó trở thành nền tảng cho công cuộc loan báo tin mừng mà tất cả chúng ta đều ý thức và mong muốn thực hiện cách tốt nhất theo lời chỉ của Chúa. Xin được chia sẻ với tất cả anh chị em, tôi thân tình và đáng kính nhận một lần nữa xin kết thúc và mời anh chị.